Dạ, Bích Hương xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay Hương làm nguyên một cái nồi thịt kho tới tận 5 kg thịt lận. Thì Hương kho vậy nè để ngày mai mấy chú rồi mấy anh đó lại tiếp cha của Hương dựng cái nhà mát lên. Thì nhà mát thì làm cũng lâu lắm rồi, thì ngày mai là tới cái ngày mà cha Hương coi được ngày tốt quá để dựng mấy cái cột lên thôi à. Thì Hương kho sẵn đây, Hương kho nè kho ngày mai cho mấy anh với mấy chú lại tiếp á cùng ăn. Đây thịt đó Hương cũng đã sắt ra miếng vuông vuông rồi. Này thì Hương thịt kho tàu á, Hương kho với trứng. Thịt này á về thì Hương cũng đã rửa qua muối với chanh cho sạch rồi, Hương để ráo nước rồi. Giờ chỉ cần Hương ướp nữa là được rồi. Này Hương bỏ vô trong cái thau. Này á, hôm nay Hương mua thịt ngay cái miếng thịt cũng ngon á, heo tơ chứ không phải là heo nái. Heo tơ thì ăn thịt nó mềm với nó ngon hơn. Rồi, Hương bây giờ Hương có chuẩn bị mấy trái ớt sừng to to bự vậy nè. Hương dùng cái màu ớt này để lên màu cho cái phần thịt của mình nó được ngon, được đỏ đẹp á. Hương có chuẩn bị đây là mấy cái tép tỏi nữa nè. Rồi Hương dùng đây là 3 trái chanh mình nặng vô thịt á. Tại vì chanh này chanh nhỏ nên Hương dùng 3 trái. Còn nếu như chanh bự thì mình dùng 1 trái rưỡi thôi. Mình dắt chanh vô đây là để cho thịt được mềm, miếng mỡ được trong á, nó ngon. Thì giờ Hương sẽ đi giã tỏi và ớt. Dạ, giờ Hương cũng đâm cái tỏi ớt xong rồi nè, nhuyễn rồi. Giờ Hương sẽ bắt đầu Hương cho nước mắm rồi vô trong đây để chủ yếu là mình chén cái phần này ra hết luôn. Hương nêm vô đây. Giờ Hương cho nước mắm vô đây, mình chén á. Nên mình lấy được hết cái phần tỏi ớt trong này luôn. Hương ướp nước mắm với hạt nêm trước, rồi cái phần muối thì gần chín á thì Hương mới bỏ vô, tại vì mình muối mình bỏ sớm á thịt mình sẽ bị cứng. Này Hương ớt sừng đỏ với ớt cay luôn, nhưng mà đừng có sợ cay nha, tại vì lúc nào mình nấu thịt heo á mà có mỡ á là mỡ với ớt á là nó ít có cay lắm. Giờ Hương cho đường vô đây. Hương cho vô đây là 3 muỗng đường. Hương cho vô đây là bột ngọt nè. Rồi Hương cho vô đây là 2 muỗng hạt nêm luôn. Đó. Giờ Hương cũng vắt chanh vô đây. Mình chặn mình lấy cái hộp lại nha. Thì cái hộp lỡ gớt vô á mà ăn chúng bị đắng. Giờ Hương trộn đều thịt lên nè. Mùi thơm quá. Mấy này lù bu quá trời á, em dâu của Hương sanh em bé rồi mẹ của Hương rồi Hương cũng phải lu bu công việc quá trời luôn, nên là cứ mỗi ngày mỗi nấu thì cực quá. Thôi mua nồi thịt này mình làm ăn được mấy ngày. Thịt ướp xong thì Hương đem ra nắng phơi tầm khoảng, nếu mình có thời gian nhiều thì mình phơi tầm khoảng 3 tiếng, còn không có thì mình phơi khoảng 1 tiếng đồng hồ với cái nắng này thì thịt mình nó sẽ ngon và nó thấm hơn nha. Đó, Hương đem ra đây Hương phơi rồi Hương lấy cái gỗ Hương úp lại á, để bụi với ruồi nó không có vô đây được. Đây, sửa lên đây. Đây. Trong thời gian chờ đợi thịt thấm á, thì Hương luộc trứng rồi vợ Hương lột trứng ra để sẵn này tí xíu nữa mình kho rồi mình bỏ vô. 5 kg thịt á, thì Hương kho với 15 trứng vịt. Trong lúc mà mình ăn hết nữa thì mình luộc rồi mình bỏ vô nữa là cũng được, không có sao hết. Trứng vịt đó Hương nghe nói là càng cũ thì càng dễ lột, mà mới là lột nó sẽ đi dính lại.
Giờ thịt đó Hương phơi ngoài nắng cũng thấm rồi, giờ Hương cho vô nồi Hương lên nấu nha. Xuống từ từ thôi, đi ra ngoài nha. Đặng thịt này thơm quá trời thơm luôn. Hương nấu cho sôi lên cho thấm rồi Hương mới đổ nước dừa vô kho. Giờ Hương nước cũng sôi cũng thấm vô thịt dữ rồi nè. Giờ Hương cho dừa vô. Hương kho một trái dừa tươi. Dạ trứng vịt á Hương cũng lột ra xong hết trơn rồi. Còn cái này là còn cái lòng trứng đỏ, tại vì nãy Hương lột á Hương thấy cái lòng trắng ngon quá nên Hương lột lòng trắng á, còn lòng đỏ này. Dạ Hương cũng cho vô. Thịt của Hương á Hương không có ướp nước màu. Hương lấy cái màu đỏ từ ớt nè. Nên cho nên nó là nó sẽ không có chuyển màu liền, nhưng mà mình sẽ kho từ từ, miếng thịt mình á sẽ lên màu từ từ nè. Nó ngả màu đỏ đỏ cánh gián vậy nè. Bây giờ Hương bỏ trứng vô được rồi nè. Thịt mỡ nước trong trong vắt luôn. Thịt kho mà nước mỡ ở trong vậy nè là mới đúng là thịt kho ngon nha. Với lại mình nấu này mình cực á, mình hơi cực là tại vì mình đứng á, mình canh á, lúc mà sôi lên á mình phải vớt bọt hoài luôn để cái nước mỡ mình được trong, nó không có bị lợn cợn. Thơm lắm luôn á. Ngày mai lại này cho mấy anh mấy chú lại tiếp là ăn cái nồi này là nhức nách luôn. Ăn nha, nồi thịt đó thì mình cứ chụm lửa cho liu nè, cho chuyển màu dần dần lên. Cái này cái nước nè nó màu cam cam vàng vàng đẹp quá trời luôn. Nó cứ Hương cứ để sôi lên. Chút nó Hương kho chín là Hương múc cho ngoại Hương miếng. Dạ thì Hương đã bỏ hột vịt vô rồi, giờ chỉ chờ chuyển màu lên nữa là được rồi, tại vì thịt cũng chín rồi. Giờ trong lúc chờ đợi này thì Hương sẽ dẫn cô chú anh chị các bạn mình cùng đi ra coi cha Hương làm tới đâu nha. Thì mỗi ngày cứ ngách nít gì đó. Đây thì cái sàn cha của Hương đóng cũng được như đây nè. Cứ mỗi ngày gáp vô ngách nít gì đó thì cha Hương cảo vô nên khích chịch luôn. Mấy cái chai mấy cái này không bằng phẳng thì mình còn mà còn bào lên nữa phải không? Cha Hương còn bào lại nữa, bào lại cho bóng và cho nó bằng với nhau là tại vì miếng miếng cao miếng thấp á. Dạ. Giờ cái này rộng lắm nha. Tới nữa ở đây hả ăn ra đây ăn rồi gió nó mát cảnh ruộng nó chờ tao nó lý tưởng luôn. Còn cái ao này á thì Hương chờ Hương có tiền á thì Hương sẽ bắt cá giống, Hương thả mấy cá diêu hồng nè, rồi cá tai tượng đồ ở đây, cái cá chép nữa để mình ngồi trên đây mình ăn, mình có thể ngắm cá luôn nè. Cái này leo lên cái. Cái này ngồi cỡ được 20 người không cha? Này có được 20 người không nha. Mai mốt cô chú anh chị các bạn xuống nhà Hương chơi là có chỗ ngồi lý tưởng rồi nha. Tới tháng nước nổi thì mình cũng có cái sàn, mình không sợ ngập nữa. Nhưng mà kinh phí thì hơi bị tốn nhiều chút, tại vì cây này là cây tốt nè. Rồi cái đoạn đường từ trong nhà đi ra thì cũng phải đổ bê tông nữa, tại vì tháng mưa thì sẽ dơ lắm, đổ cũng đổ gì vừa, nên là mình cứ làm tới đâu được tới đâu thì làm tới đó vậy thôi à, chứ làm một lượt một thì không thể nào mà làm nổi được. Thấy vậy chứ nhà cây này tốn cây nhiều lắm, thấy nhỏ nhỏ vậy thôi chứ quá trời cây luôn, cắt lên là để một đống cây ở đằng trước luôn nha. Thiếu dáng nhiều không cha? Mấy hôm nay nắng dữ lắm, nắng luôn, buổi
từ lúc mà 8-9 giờ là nó nắng hét lên cũng không có gió nữa. Hôm nay trời cũng chuyển mưa nè, chiều chiều này mới có gió đỡ chứ qua giờ cha của Hương với em Hương làm á quá trời nắng luôn. Cha, cái này á là nó còn giật, nó còn mo gì nữa không cha, hay là vậy là xong rồi, nó không có mo nữa? Thế nữa nó gịch lại cái kẻ dữ không ta? Tại vì dáng này cũng còn ướt nè. Ôi cha, sao hôm bữa mình không đổ mấy cái cây xung quanh này là cái trụ bê tông hết đi chân. 10 cây gạch. Lên cái sàn rồi cái nhìn thấy nó gọn hơn một ánh đầu, thấy nó hẹp quá, thấy nó nhỏ. À cha, mấy cái miếng dán này nó không có bằng phẳng đâu. Mình làm đó mình phải cạo vô cái cây cạo đó, là cha Hưng đang cạo cho mấy cái miếng dán mình được khít lại đó, nó không có bị cái kẽ hở, là cho mấy cái miếng dán mình nó ngay lại. Sao cái này nó bị kê lên một cái miếng dán này cái gì nè, nó là nó bị Nó chưa đó để chắc được đỡ. Dạ, giờ thì Hương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của Hương nha. Thì hôm nay Hương nấu cái nồi thịt này thì Hương chưa có ăn, để ngày mai cho mấy cô chú, mấy anh chị lại tiếp làm cái này nè, rồi ăn luôn. Đó, thì giờ Hương hôm nay là Hương chỉ chuẩn bị thôi. Thì Hương cũng sẽ kết thúc video tại đây. Hương cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết video của Hương nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video vào ngày mai. Thì ngày mai Hương rất là vui, tại vì ngày mai là ngày dựng cái nhà mát của Hương lên nè. Này giống như cái nhà cắt để Hương ra riêng vậy đó. Nên là Hương thấy vui. Dạ bye bye.